Đi làm về muộn, chồng mở cửa, bất ngờ nhận món quà ý nghĩa từ vợ và con gái nhỏ. Bên đây, đoạn clip ghi lại cảnh tổ chức sinh nhật giản đơn của một gia đình nhỏ khiến dân mạng cảm thấy hạnh phúc lây. Theo đó, sau khi người chồng đi làm về, mở cánh cửa ra, thì người vợ và đứa con gái bé bỏng đã đứng sẵn cầm bánh kem để hát chúc mừng sinh nhật anh. Anh chồng sau đó đã tiến lại thổi nến và nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt yêu thương của người vợ, tiếng vỗ tay của công chúa nhỏ rộn ràng. Mọi thứ như một thước phim ngắn, truyền năng lượng tích cực, sưởi ấm bao trái tim của cộng đồng mạng sau khi xem. Một số bình luận của dân mạng để lại sau khi xem: hạnh phúc của các bạn thật đẹp, ước gì anh chồng ôm người vợ một cái nữa thì quá tuyệt vời. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản vậy thôi, nhưng người đàn ông họ sẽ rất vui và hạnh phúc. Dù mệt mỏi mấy, họ vẫn sẽ cố gắng hết mình vì gia đình nhỏ. Có tiền cũng không mua được những khoảnh khắc như thế này, có cô vợ và đứa con gái như thế này, tôi dù khổ xíu để vợ con vui cũng chịu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.